Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim nhé, đặc biệt là các bác làm thợ đánh chim ngói. Hôm nay thì bên cơ sở anh em là nhận vào hai bộ lưới úp chim ngói hoàn thiện cho các bác. Thì về cái bộ lưới này các bác mua về thì ngoài đánh chim ngói ra thì chúng ta sẽ sử dụng là đánh chim cu gáy này, đánh chim vẫy vằn. Hai bộ này thì có một bộ là 8m cao 2m3 và một bộ là 9m cao 2m4 các bác. Đấy thì hiện tại thì bên cơ sở là bắt đầu nhận hoàn thiện là về từ cái gọng này, lưới úp này. Đấy, cũng như là cần chim vỉ mồi đấy, cũng như là về cái bộ nhốt mồi ấy, thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng về những cái phụ kiện đánh đấy, ví dụ một bộ hoàn thiện này hoặc là mua lẻ những cái phụ kiện thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Và đầu tiên thì về cái gọng lưới đây các bác này, gọng lưới thì bên cơ sở là hoàn thiện 100% là bằng cây hóp nhé các bác nhé, cây hóp đá này. Đấy, bộ này là 2m3 đấy, hàng đẳng cấp. Hàng này thì chưa uốn thẳng hết đâu các bạn. Đấy thì quay như trên video thì nó đã thẳng tương đối tầm 80% rồi. Đấy bây giờ lại phải hơ lửa uốn lại đàng hoàng, xong bắt đầu trà nhẵn nhụi hết tất cả các mấu cũng như là khoan lỗ cho các bác. Thì đợt này gọng lưới thì ví dụ như cái bộ 2m3 đợt này thì nó không được mấu trên mấu dưới đâu, nó chỉ có mấu dưới thôi. Đấy ví dụ các bác lấy mấu trên thì bên cơ sở lựa mấu trên. Đấy và các bác có nhu cầu sử dụng mấu dưới lựa mấu dưới. Đấy, nó không được như là cái đợt đầu vụ tháng 3 ấy. Đầu vụ tháng 3 mấu trên mấu dưới bên cơ sở đều lựa được. Đấy, nhưng thời điểm này thì nó đang hơi sương sẩu cái là nó dính vào cái thời điểm mà vừa rồi là mùa mưa ấy, không chặt được nhiều cây hóp các bác, thì mình không có sự lựa chọn. Nhưng mà các bác sử dụng những cái bộ như thế này thì nó đã quá là hợp lý rồi. Đấy, bộ này là bộ 2m4 dày 8 này. Đấy, bộ này bộ 2m4. Ưu điểm cái hóp đá thì cái lỗ gọng của nó này các bác thấy thực tế nó rất là đặc, nó đặc từ như ví dụ cái này nó cũng rất là đặc này. Đấy, thì đây là một bộ đá hoàn thiện là ok. Đấy, còn bây giờ thì vào lưới thì lưới úp thì bên cơ sở là có hai loại, một loại là dài 9 đấy và một loại dài 8 cao 2m3 và 2m4 ấy. Thì loại 9m thì nó có biên đôi các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý là 9m có biên đôi, còn 8m thì bình thường. Phải vào chính vụ thì nó mới có biên đôi. Như các bác đặt ví dụ 8 hoặc 9 mét thì bên cơ sở đều có gửi. Ngoài ra có cần vỉ ấy. Đấy thì một video thông báo là bên cơ sở bắt đầu là nhận làm bộ lưới úp chim hoàn thiện để phục vụ cho anh em thợ ấy. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé, số điện thoại để góc màn hình video ấy. Bây giờ chào các bác đấy.